chúng tôi đang đắp mặt nạ. Hello mọi người, thật là bất ngờ quá đúng không ạ? Thật là bất ngờ. Chị ơi, chị đang đắp mặt nạ của ai vậy ạ? Chị bắt đầu nạ của Phương vào mình. Chị cảm nhận như thế nào? Chị hay review ngay cho các bạn ngay lúc này được không ạ? Thấy một sự đắt tiền nhưng mà chưa rửa mặt nên chưa biết. Nhưng mà đây là sao mày đắt giày thế? Em đã kêu chị đắp giày đi, đã xài đồ chùa đắp giày nữa. Em đắp giày đúng giày luôn á. Đó là do sự quyết định của chị, tất cả mọi thứ trong cuộc sống này đều là sự lựa chọn của bản thân mình. Thấy mềm hơn thật. Dạ. Nó mát mát nữa. Vừa nó có một căng. Phút. Wow. Đằng sau tôi là Mi. Quay đi kìa, quay đi kìa. Hay quá. Sao màu đẹp quá vậy? Không biết nữa. Nice. Vẫn là mày giống như của em mà. Xong thế rồi biết lấy đâu ra tiền mua. Có mà, chị không thích là được. Phương sẽ bao mình đó các bạn. Bao lần này thôi. Trời ơi chị tỉnh táo lên đi chị. Tôi tưởng mày hào phóng. Không, cái hộp em đeo hộp bé như vậy là hiểu là bình thường em cũng không có hộp lớn. Em ở đây. Phương ở đây thì ép nhau. Không, mà nó khó quá. Nè tôi thấy về một cái như là phòng mình vậy chị. Ừ. Thank you. Mời Ui dồi ngạp mồm. Hello mọi người, cuối cùng thì nhờ bản đồ An Phương, chúng tôi đã đến được thành công ở Abu Dhabi. Rồi bây giờ chúng mình sẽ đi bộ đi ra ngoài. Chắc là chị tốt hơn đi chảy. Ok. Xong rồi chúng mình sẽ đi mua sắm nha. Xong rồi mới được đi course. Đẹp mắt trời, very đẹp. Đấy, đúng không? Trời ơi, như là lên thiên đàng vậy. Lên thiên đàng. Đúng rồi, thật sự luôn. Trời ơi, nhà nó. Let's go. Tại Giang Im. Hơi mặt này hơi nóng mọi người, nhưng mà cởi ra lại cảm thấy hơi sexy. Thế nên là thôi. Tự tôi đi qua Hà lại ngại. Mọi người, em xin lỗi chị. Mày gì đúng không? Ủa, mày ăn hả chị? Mày gì á? Chết rồi. Mở lên đi chị. Không được, không sao. Mấy em rất mấy lần rồi, chứ em cũng sợ mấy gì cái gì. Sao? Chắc không? Dạ. Kiểm tra kỹ. Kiểm tra đi, kiểm tra đi. Tao đòi mày mua mấy mới hả tôi? Mở lên đi, mở lên đi, mở lên đi. Nè. Update là em xin lỗi chị. Mọi người. Em xin lỗi chị. Còn bánh hàng tôi, bánh hàng của tôi. Chiều hôm đó thì Linh đi lòng vòng mua sắm ở Garosugyu này, nào là cost này, và tất nhiên là không thể nào mà không ghé Gentle Monster được rồi. Và thích nhất lần này thì Linh còn ghé cả cửa hàng Lelabo nữa, và mình còn tậu được một cái mùi hương mà chỉ có thể mua được tại cửa hàng Flagship Store tại Seoul Hàn nhá. Rất là thích luôn. This one, yes, Hello mọi người, bọn Linh mới ăn xong.
tức là nó yes, mời phút chúng mình cũng ăn. Và bây giờ chúng mình đang đi tìm Line Friends ở Gangnam Flagship Store, bởi vì tất cả các cửa hàng Line Friends khác đã đóng cửa rồi. Mong là chỗ địa điểm này vẫn còn đang mở, nếu không thì chúng tôi đã bỏ mất 10 phút đi bộ. Hello mọi người, bọn mình đã kết thúc một ngày siêu dài. Cả hôm nay đi bộ rất là nhiều ở khu Garosugyu, Gangnam các thứ. Và cuối cùng thì cũng đã về đến nhà. Bây giờ thì bọn mình đang đun nước sôi để ăn tiếp mì. Không hiểu sao rất là đói luôn ý. Đang làm gì rồi? Edit hả? Đây là mì yêu thích nhất của Linh, Yukke-chan. Bây giờ sẵn là chế đủ chê lại. Đây là sáng đầu tiên của Beautiful Journey 2022 ở Seoul đây mọi người ơi. Mỗi buổi seminar như thế này thì bọn mình sẽ được ngồi nghe các brand Hàn giới thiệu sản phẩm mới của họ, từ skincare, makeup và các loại máy làm đẹp, không thiếu thứ gì luôn ý. Người bây giờ là giờ nghỉ trưa, thế nên là Linh quyết định đi ra ngoài, bởi vì trong cái phòng này nó siêu lạnh luôn mọi người. Sáng nay kiểu mình bị đơ luôn. Nhưng mà bây giờ thì trời đang nắng, ăn trưa xong rồi, thế nên là bọn mình đi ra ngoài take a break, xong rồi có gì tính á, chụp vài tấm ảnh sống ảo một xíu, bởi vì ngoài này trời rất là nắng xinh đẹp. Hello Giang. Giang cũng mới tỉnh ngủ. Tối nay sẽ cố gắng ăn gì để ngon hơn ngoài việc ăn cơm nấm. Đang tại không nổi. Anyway, bây giờ bọn mình sẽ tìm cái spot chắc là đứng qua bên kia đẹp. Cảm ơn Như Phiên đã đi mua và cảm ơn An Phương đã chiêu một quả. Đấy, tí, cái đồ chiêu chiêu. À, mọi người ơi, mở cái hộp ra vội vàng vàng cắt bằng cái dao cạo lông mày á, thế mà nó xoẹt một phát vào tay. Bây giờ thì bọn mình sẽ freshen up lại một xíu. Tối nay thì sẽ có một buổi tối đi ăn samgyeopsal và uống soju as a welcome dinner của Caris như là thường lệ. Thế nên là Linh rất là vui, bởi vì từ sáng giờ Linh rất là đói. Bọn mình đi brand seminar, nghe rất là nhiều các brand mới, như mọi người thấy á, rất là nhiều brand, và có những brand mình rất là ấn tượng luôn. Xong thì cả lũ quyết định đi chơi tiếp ở Myeongdong để ăn vặt thêm buổi tối. Mọi người đi thì nhớ ăn bánh shuffle strawberry cake này nhé. Lâu lắm rồi thì Linh cũng mới đi Olive Young, thế nên là mình cũng xà vào mua khá đồ dưỡng da và makeup đây. Mọi người có thể xem link ho ở phần sau của video nhé. Rất hôm nay chúng mình đều mặc bộ đồ Gen Z. Đúng vậy. Việc hơi đứng dậy là hết hồn liền. Đứng dậy là hết hồn liền. Hết hồn ông ạ. Tiểu thư trong đám đông tổng tài. Ta có thể không này nè. Buổi seminar thứ hai chiều hôm đó thì vẫn tiếp diễn với rất là nhiều nhãn hàng, thậm chí còn có cả các sản phẩm nông nghiệp như là lê Hàn Quốc nổi tiếng nữa luôn đó mọi người. Hi, oh my Vietnamese friends, your Vietnamese friends. Yes, but it will be yours too. Of course. Yes. This is Michelle. I'm from Indonesia. Yes. And what's your account Instagram? It's at Michimomo. M-I-C-H-I-M-O-M-O. Yeah, I'll put here. She's so pretty. You are too. Aww. And by the way, we're one of the oldest here. Yes, and we are airport buddies. Airport buddy. Yes. We waited by the two of ourselves. Oh. The icon was there. Yes. Coming out from the gate. Hello, mọi người. Linh Dương. Hey.
15 phút. Đúng, rất nhiều, chạy lên chạy xuống. Bây giờ bọn Linh sẽ đi qua Shinsegae để đi mua sắm trong lúc mà chờ đến buổi session chiều nay. Mi khổ thân lắm, hôm nay bị đau bụng nhưng mà bây giờ đỡ rồi, nên là có thể đi mua sắm, hopefully là sẽ tươi hơn. Tranh thủ nghỉ trưa thì Linh lại lượn qua Shinsegae và không ngờ là Linh lại xà vào cửa hàng Balenciaga và trở ra với cả một chiếc túi mới mọi người. Hello mọi người, Linh đã về khách sạn rồi đây. Hôm nay thì là ngày thứ hai, cũng là ngày cuối cùng cho cái brand seminar. Thế nên là bắt đầu từ ngày mai thì bọn mình sẽ đi ra ngoài nhiều hơn, tới những địa điểm mà kiểu hot place ở Seoul mới gần đây ấy. Là cái mà Linh đang thích nhất đó chính là Lelabo mọi người. Linh có mua một lọ nước hoa mà mọi người chỉ có thể mua được ở tại Hàn thôi, đó chính là mùi Citron 28. Linh có thử rất là nhiều mùi khác nữa, cũng có khá là nhiều mùi thơm, nhưng mà cuối cùng Linh cảm thấy là mùi này nó vẫn hợp với cả cái gu của Linh nhất. Hôm qua thì Linh có story cả mọi người là Linh có đi qua Olive Young lâu lắm rồi, Linh không có mua nhiều kiểu make up và skin care tới vậy. Nhưng mà đợt này bên Hàn Linh tìm được có khá là nhiều thứ hay ho. Đây, em này Linh đang thích nhất, tối qua Linh khui bạn này ra dùng. Đây là một cái nhãn hàng tên là Abib. Linh cũng thấy nó mới, nhưng mà cái lọ này thì Linh thấy nó ghi là number one Olive Young Awards. Xem K-drama mình đã mua cái này Kahi. Nhưng mọi người biết thì Linh rất là thích Q cover cushion, nhưng mà chỉ duy nhất là cái Q cover foundwear cushion thôi. Và đây là miếng dán mụn hôm bữa Hà Mi chọn, thấy rất là hợp và kiểu Linh dán vào nó hút cũng ok, nên mình mua bởi vì mình còn ở đây đến hết cuối tuần. Yes, đây là cái Google Green Tangerine mà Linh đã từng review cho mọi người, rất là nổi và bây giờ thì họ thay đổi packaging cho mọi người. Trời ơi, cái này thì mọi người bắt buộc là phải mua nhá. Đây là kem chống nắng của Beauty by Joson. Lúc mà đến đây Linh cũng tính mua rồi mà kiểu chưa có thời gian đi, nhưng không ngờ rất là may là Mi, em Hà Mi đã mua trước và dùng thử và cuối cùng kiểu nó siêu thích luôn ấy, cái hôm bọn mình đến đầu tiên á. Thế nên là Linh đã đi liền ra bên Olive Young và thực sự là cái sản phẩm này nó được bày tại những chỗ mà mọi người có thể dễ nhìn nhất, chứng tỏ là nó cực kỳ best seller và đồ rất thích luôn. Nhưng mà bất ngờ nhất, hôm nay Linh đã đi qua Shinsegae và đây là một cái purchase rất là bất ngờ của Balenciaga. Đây là một cái brand mà Linh không bao giờ nghĩ là Linh sẽ có hứng thú hay là sẽ mua bao giờ. Hôm bữa Linh có đi ăn mì Văn Thắn ở bên Phú Mỹ Hưng mà mình nhìn thấy có một bạn Hàn, nói chung là mặc đồ rất là casual thôi nhưng mà đeo cái túi đó, nhưng với cả màu trắng lớp màu này mọi người, những cái màu kia Linh thấy nó rất là xinh nhưng mà Linh thấy nó kiểu bị seasonal quá và kiểu cảm giác nó không hợp với cả mình ấy. Nhưng mà lúc mà Linh thấy bạn ấy đeo ở đấy xong Linh kiểu wow, so pretty, nhưng mà nhìn kiểu rất là kiểu big statement. Có thể mặc một cái áo trắng như bây giờ Linh đang mặc và đeo vào nhìn nó rất là có attach. Tối đó thì bọn mình quyết định đi ăn gà rán và bia ở quán này đây, cũng ở Myeongdong luôn nhé mọi người ơi. Amazing, được, foreign looking good. Đây, best menu là có chili mayonnaise này. Hello mọi người, bây giờ thì Linh đang ở quán gà gì đây? Đây là quán gà gì nhỉ? Kura Duck Chicken nha. Mình rất là thích bạn này mà tự dưng mình quên tên bạn ấy rồi, mà mình xem rất là nhiều phim của bạn ấy. Anyway thì quán này là quán mà lé tím và cũng là lé dẫn đường. Nếu mà không có lé dẫn đường thì mình cũng không... Oh, approve hả? Ok, lé approve mọi người. Thế nên là An Phương đã gọi nhận 4 loại chicken liền. 3 loại thôi. 3 loại thôi và nó đã vẫn muốn chọn thêm một loại nữa. But it's ok. It's gonna be good. 2 soup, nhưng mà hôm nay rất là vui mọi người ạ. Chúng mình có 300.000 won total được tặng để mang đi, nhưng mà cùng bạn ấy thì làm mất. Còn bạn này thì quên. Oh my god. It's good. Thôi bây giờ cứ coi như ở đây là gà tốt, good for health, good for muscle. Bên mày đi tập 5 buổi một tuần thôi. Ngày thứ 3 tại Hàn thì buổi sáng Linh và Hà Mi đi theo đoàn tới Seoul Startup Hub để tham quan. Ở đây thì hỗ trợ địa điểm và phòng quay cho các creator này cũng như là các nhà sản xuất startup trong ngành truyền thông nói chung á mọi người ơi. Chào mọi người, bây giờ thì Linh đang ở một quán ăn Hàn Quốc và thực sự là bây giờ Linh đã rất là đói rồi, nên là bây giờ chắc là ăn gì thì nó cũng kiểu ngon lên gấp 10 lần ấy. Gì vậy Hà Mi? Trời, nó lại cười. Em đói. Buồn ngủ đói sắp hangry. Sáng bọn Linh đi từ sớm, rất là sớm ý, thế nên là buổi trưa hôm đấy Linh quá là đói và bữa ốc trưa ngày hôm đó thì rất là ngon luôn. Mình có ăn súp bò rất là thanh, vị cực kỳ ngon, nhưng mà Linh thấy hơi xa ở trung tâm thành phố, thế nên là mình cũng không có để địa chỉ ha. Bây giờ đến chiều rồi, thế nên là bọn mình đã được tụ lại với nhau. Lê, reunite. What are you wearing today? I'm wearing right now.
jeans top và leather pants. Yeah, leather pants. Hôm nay mặc luôn leather pants chung. Hôm qua chị biết em quyết định mặc đồ này mấy giờ ta? 2 giờ sáng. Oh wow. Hello tổng tài. Mặc bib hả? Em mặc gì vậy? Fashion bib. Fashion bib. Fashion bib. Em bé hay là bib? Ôi, trước khi em kiểu không phải mặc này kiểu gì quá vậy? Đây là tòa nhà trụ sở của Cosmax đó mọi người. Cosmax là nơi sáng chế này cũng như là sản xuất các sản phẩm cho ngành làm đẹp cho rất là nhiều nhãn hàng quốc tế quen thuộc, từ Chanel, L'Oreal, Estee Lauder cho tới các brand hàng cao cấp tới bình dân quen thuộc hơn với các bọn mình như là Roman các thứ nha. Bọn mình hôm đó thì ngồi xem các sample makeup này cũng như là nghe về xu hướng màu sắc năm 2023 như là đi học luôn. Morning mọi người từ Seoul, Linh đang get ready đây. Hôm nay là ngày cuối cùng của chuỗi hoạt động rồi. Và Linh hôm nay thì mình quyết định là thử lại cái hộp Clio Q-Cover Cushion Foundwear mới. Loại mới, loại này Linh dùng hồi trước rồi nhưng mà đây là kiểu the new ấy. Mình muốn dùng xem nào, cảm giác là đầu tiên đó chính là về màu. Bình thường mình hay dùng màu 4 BO Ginger, nhưng mà dạo này đánh cái này ấy, mình thấy nó sáng hơn hẳn so với cả cái phiên bản cũ nha. Dạ, alo đi mọi người đâu, nhìn thấy mặt em đâu. Thế xong rồi tối thì sẽ là farewell dinner. Ngày mai Linh và Giang sẽ đổi qua một cái Airbnb khác. Bọn mình sẽ check out khỏi khách sạn này. Hello, chị không nhìn thấy gì cả. Nắng quá, nhiều nắng quá. Happy. We have matching sunglasses today. Yeah. Like New Year now. New Year. Nắng quá không nhìn gì cả. Bây giờ bọn mình đang ở Song Su mọi người. Song Su theo như các bạn ở đây bảo là new place, new hot place. Right? Yeah, Song Su right. Is a new hot place, right? Hi! And we're gonna go to a store that's selling very unique stuff, a product. Hi, Ryan! Hello! Hello! I'm gonna put her Instagram up here. Oh, we go to this store today. Oh, this one. Yes. Mọi người. Hi. Đây là Ella. Hi. Yes. Ella là người dắt bọn mình đi around Seoul. And today where are we, Ella? We are at Song Su. And the place is called Gunggan Wadij. Okay. That's really great pronunciation. I cannot beat that. I tried to mime you but I'm afraid I'm gonna say it wrong. So yeah, so today, hôm nay thì bọn mình sẽ vào đây sẽ có rất là nhiều quà. She said that there's they sell a unique gift. Here, right? Mm-hmm. Okay, so maybe I can get something from my friends. Yes. And my family. Yes. You can bring some good stuff. Good back. Stuff. Cửa hàng Wadis này thì cũng khá là nổi ở khu Song Su ấy mọi người. Lần này thì đi công tác thế nên là Linh không thể nào mà đi thêm được. Chứ nếu mà đợt tới có dịp quay lại thì Linh chắc chắn sẽ đi qua khu Song Su này thêm để khám phá các quán ăn này và cà phê xinh đẹp ở khu Song Su cho mọi người nha. Đầu tiên mình mọi người ạ. Bọn Linh đã đi xong ở chỗ tiệm kia và hiện tại thì đang ở một nhà hàng tên là gì? Gymnagina. Đó. Hôm nay thì bọn mình menu là có tonkatsu pork curry. Tự dưng mệt quá nên là không nhớ ra được tên tiếng Việt. Hello. Thịt heo chiên xù với cái curry. Very ngon. Xong rồi một vài người sẽ có salmon, cá hồi. À, đây là mình tự hay là mình tự xé hay gì vậy? Vậy thì em lấy một phần nè. Để quá cà ri. Like four different dishes. Oh, you guys can choose. Oh, okay. Today ăn kiểu hot plate nha mọi người. Hoặc là các bạn có thể ăn cơm nhà đi. Ngon quá mà con không ăn curry à? Mà cơm này dẻo nha. Chị ơi, em sẽ biết em mượn, em sẽ mượn chỗ nha để khỏi để. Hai đứa này cuối cùng nấu rất là sao? Phải là lề. Miu miu. Mọi người, bây giờ thì bọn mình đang ở chỗ DDP ở gần Đông Daemun thì phải. Chỗ DDP này Linh quên mất cái tên đầy đủ rồi, nhưng mà Linh nhớ là kiểu Fashion Week Seoul hay là những cái event và sự kiện thì đều tổ chức ở đây. Nó rất là to và Linh không thể quay hết lên được. Alo. Làm gì? Chụp hình đấy chị. Ok. Chụp hình cho nó xinh xắn. Wow, sao của em dài đấy. Holy crap. Cái của không phải là cây tripod này. Wow.
Bây giờ Linh đang ở bên trong cái tòa DDP. Thật ra tuần này thì là tuần Seoul Beauty Week nha. Thế nên là Linh nghĩ sẽ có rất là nhiều các brand mới và như kiểu Seoul Fashion Week. Ngày khai mạc Seoul Beauty Week, thế nên có cả bác thị trưởng Seoul đến phát biểu. Và không ngờ là bọn mình đến cuối buổi còn được lên chụp ảnh chung cùng với cả thị trưởng cơ. Một trải nghiệm cũng khá là cool và hiếm có của bọn mình trong chuyến đi này á mọi người. Alo mọi người, Linh mới về phòng khách sạn. Nãy giờ mình ở qua bên Shinsegae tiếp để đi mua một cái vali mới, bởi vì mọi người nhìn nhá, lần này bọn mình được tặng rất là nhiều hơn rất là nhiều cái đợt lần trước Linh đi. Linh cũng không nhớ được, bởi vì lần trước Linh đi là 2018, Linh cũng không biết là làm sao mà Linh mang được tất cả cái đồng quà này về. Đây, kể chuyện với cả mọi người, đây là quả lê K-pear hôm trước, mọi người nhìn nó rất đẹp. Nhưng mà tối hôm bữa bọn mình đói quá, theo bọn mình kiểu không có dao mà cũng quá lười gọi room service, thế nên là tìm được cái mở rượu như thế này và đã cắt bằng cái này bên ngoài. Xong cuối cùng để bửa được cái này ra, Linh đã phải lấy cái mở rượu, Linh drill nó xuống, Linh kiểu khoan nó xuống. Thực ra phòng mình actually được best xinh lắm luôn á. Ở cái khách sạn này nó rất là tối mọi người ạ, siêu tối luôn, nhưng mà Linh lucky là mặc dù bị block 2 bên nhưng mà mình có một khoảng ở đằng trước. Và tự dưng hôm nay thì nó sáng rất là trong là đẹp. Mình sẽ đi room tour với cả mọi người. Bữa giờ Linh chưa room tour với cả mọi người luôn á. Đây là phòng entrance nha mọi người. Bọn mình hay để dép hết ở bên này. Hơi bừa vì mới đi về. Bên này là khu vực mà để vali, để dép với các suitcase các thứ. Đây, vali Linh mới mua. Này của Samsonite, mua ở Hàn nhưng có vẻ hơi đắt. Nhưng mà hôm mình mua xong mình về mình tặng mẹ luôn. Bởi vì đợt tới thì mẹ Linh sẽ đi đi Bhutan. Rồi sẽ để hết túi tiếc các thứ này nọ ở đây. Qua bọn mình unbox, mà cũng unbox chưa hết á. Dưới này mình thích nhất cái tủ lạnh này. Lần đầu tiên Linh thấy có một cái tủ lạnh khách sạn nó giữ được độ lạnh ấy. Mà hôm nay đi Hàn đây, đây là tips để mọi người có thể easy bowel movement. Mà ở Hàn nó rất là ít rau mọi người. Và hoa quả đôi khi cũng rất là khó tìm, phải đi tìm chợ truyền thống thì mới có hoa quả. Chứ còn kiểu như là ở trong khu mấy cái chỗ mà 7-Eleven thì cũng không có đâu. Bây giờ nó rất là sáng chứ tối nó thật là nó tối hù luôn ấy. Nhưng mà theo kinh nghiệm của Linh thì nói chung là nó cũng đỡ tối hơn ở bên Park Hyatt khá là nhiều nha. Linh có ngồi làm việc một vài hôm thôi nhưng mà cũng không làm được, bởi vì hay về muộn. Và đây là phòng tắm. Phòng tắm thì là cái phòng mà Linh thấy là nó sẽ sáng nhất vào buổi tối. Nhưng mà trước khi bước vào phòng tắm ấy thì nó sẽ có một cái cửa như này mọi người. Từ hôm giờ, đây là hôm cuối cùng ở đây rồi mà Linh chưa tắm đâu. Mà ở đây nó hay để mấy cái tranh buổi tối nhìn hơi ghê mọi người. Anyway, tối nay không biết có dịp được tắm bồn không, đúng không Giang? Rửa mặt, bồn lavabo. Đây là đống đồ của Medicube tặng, trời ơi. Đêm qua Linh dùng cái này là cái micro needle AirShot. Và cái màu đen Hydra gì đấy Linh để ngoài bàn kia rồi. Và nó rất là thích luôn, nên là thực sự là mình sẽ cố gắng chăm chỉ. Về Việt Nam Linh sẽ sử dụng thêm cái máy nâng cơ này với cả máy tăng sinh collagen này thử xem sao. Và Linh có share với cả mọi người ở trên Instagram rồi á. Nhưng mà bữa mình đi mua mình thấy rất là thích cái Abib này, Heart Leaf. Đâu, đúng rồi, Heart Leaf Spot Pad. Lần thứ 2 đi Beautiful Journey cùng Caris, Linh vừa gặp các bạn influencer quốc tế đã quen này và cũng đã làm bạn thêm với khá là nhiều các bạn khác nữa. Thực sự thì chuyến đi này rất là vui, rất là đáng nhớ và khiến mình có thêm động lực để tiếp tục công việc mình yêu thích này đây. Đêm đó sau farewell dinner thì chúng mình tiếp tục đi tăng 2 đây mọi người ạ. Chuyến này thì thực sự là chuyến đi đã gắn kết và tạo rất là nhiều kỷ niệm của Linh với cả các chị em beauty blogger khác ở trong đoàn đi cùng. Mà bình thường ở Việt Nam á, chắc chắn là chúng mình sẽ rất là khó để có thời gian sắp xếp cũng như là tụ họp như vậy trong một chuyến đi á. Thế nên Linh cảm thấy rất là biết ơn cho chuyến đi này mọi người ạ. Chị Linh uống rất là nhiều. Xong cũng hơi xỉn hangover một chút. Nhưng mà chị Linh vẫn làm makeup được. Vừa make xong rồi ói xong lại make. Đi xong rồi ói xong lại đi dọn đồ. Yes. Tell các bạn. Bây giờ bọn mình đến Ga Ho Hyun để đi ra Myeongdong ăn soup. Hangover soup. Yes.
keep working even though we're hungry and hangover. Hello mọi người, trời ơi, bây giờ ở Hàn á, họ ra rất khó để có thể gọi được taxi. Thế là nãy giờ bọn Linh check out rồi mà vẫn không đi được đến Airbnb. Bởi vì là thứ hai là holiday ở đây, thế nên là không có taxi nhiều, họ đi nghỉ nữa. Bây giờ Linh đang ở một khu Chumoru, nó sẽ hơi gần gần bên Myeongdong nhưng mà nó đi qua Myeongdong một xíu. Bọn mình bây giờ đang tính qua Hongdae ăn chơi. Khu này Linh cảm thấy là nó khá là local ấy, có rất là nhiều kiểu các quán local và rất là đông người. Đông người Hàn là chủ yếu. Đang ở dưới subway. Bọn mình dùng cái city map này rất là dễ. Bây giờ bọn mình sẽ đến khu Hongdae. Đến lúc mà mình đến được cái Hongik University Station thì cũng là 20:54 rồi. Mà dạo này bên Hàn Linh thấy là đồ ăn kiểu các cửa hàng ấy đóng cửa cũng xấu lắm. Không biết đấy là có đồ ăn hay không. Mong là có chứ không đi kiểu bao nhiêu phút nhỉ? 32 phút nhỉ? 32 phút mới đến mà không có đồ ăn thì lại end up là ăn mì ăn liền mất. Mong là không phải vậy. May tối đó đến Hongdae có quán này mở 24/7, thế nên Linh và Giang vẫn có một bữa barbecue non nê ngon nghẻ mọi người ơi. Quán này thì Linh có review tổng hợp ở trên TikTok rồi nhá, mọi người có thể xem ở phần card ở phía trên nha. Ăn uống shopping xong, em Giang kéo Linh đi chụp ảnh photobooth. Lâu rồi không chụp nên là cũng vui dã man luôn ý. Cảm thấy trẻ ra cả chục năm. Thế nên là mọi người nếu mà có dịp thì lâu lâu hãy đi chụp photobooth như thế này nha. Hello mọi người, để Linh kể cho mọi người một câu chuyện tàn nhẫn nhất trên đời. Đó là ở Hàn thì subway, tàu điện ngầm sẽ đóng cửa vào lúc 12 giờ. Lúc nãy bọn mình cũng đã căn đi khoảng tầm 11 rưỡi về rồi. Nhưng mà rất là buồn là đến được cái còn 2 trạm nữa thôi là được về đến nhà rồi. Nhưng mà nó thảy ra khỏi tàu điện ngầm luôn đó mọi người. Là bởi vì nó đóng cửa hết. Thế đúng rồi, nó đóng cửa. Bạn có ở đâu nó cũng sẽ đóng cửa, nó quẳng bạn ra ngoài đường. Thế nên là bây giờ chúng tôi phải đi bộ 16 phút về nhà. Nên là bạn nào mà đi Hàn á thì mọi người hãy nhớ là tốt nhất là hãy cứ căn ít nhất là 45 phút cho đến 1 tiếng đồng hồ là phải đi về nha. Chứ còn đi trước 30 phút là cũng hên xui lắm. Và mọi người sẽ phải trả giá bằng việc còn 2 trạm nữa thôi là đến, nhưng mà phải đổi lại thành 16 phút đi bộ luôn. Bây giờ chúng tôi 12 giờ đêm đi lang thang ngoài đường. May mắn là ở Hàn thì cũng an toàn ấy, thế nên là không sao. Linh nghĩ là, Linh tính là nếu mà Linh gặp một cửa hàng tiện lợi khác thì Linh sẽ mua kem để ăn bởi vì nó định mệnh. Nhưng mà như cửa hàng này đóng rồi, thế nên chắc là nó không phải định mệnh là mình có thể ăn kem tối nay. Good morning mọi người, ngày cuối cùng Linh ở Seoul rồi. Linh mới ngủ dậy. Cuối cùng hôm nay tính dậy. Hôm nay tính là hai chị em phải dậy lúc 7 giờ. Nhưng mà turn out là cuối cùng 8:30 mới dậy. Quá là buồn ngủ luôn vì ngày nào đi cũng rất là nhiều ấy. Hôm nay thì trời có vẻ rất là âm u nhưng mà ở đây thì rất là sáng, thế nên là Linh vẫn có thể quay được cho mọi người khá là rõ. À, thấy kiểu dự báo thời tiết hôm nay là sẽ mưa ấy. Thế nên là tí nữa may quá có một cái ô được tặng từ một cái brand trong cái hội thảo. Rồi hôm nay bọn mình sẽ đi đến Namsan Tower trước đi. Linh đi đến Namsan Tower rồi nhưng mà Dan chưa đi, với cả Namsan Tower cũng khá là gần đây ấy, thế nên là bọn mình cứ đi quanh cái khu vực này thôi. Hôm nay ta cũng rất là muốn đi qua Gangnam nhưng mà không biết là có đủ thời gian không. Chiều nay Linh có hẹn với cả một bạn học đại học người Hàn của Linh ăn tối ở Myeongdong. Buổi sáng convenience store cuối cùng ở Hàn Quốc. Tôi chưa bao giờ ăn nhiều các thể loại mì và đồ ăn của 7-Eleven và các thể loại CU như bây giờ. Chan.
về mất là bởi vì Linh phải đi subway, xong cuối cùng cái bản đồ City Map nó chỉ bọn Linh là đi bộ đến cái Nam Chan Cable Car, nhưng mà có nghĩa là phải leo dốc rất là nhiều thì mới lên được cái chỗ mua vé. Lần trước Linh đi với cả anh Hải thì là nhà mình đi taxi ở đây nên không mệt. Hôm nay leo lên rất là mệt và xong tiếp tục Linh mới leo lên đây tiếp. Nên là Linh đang ngồi nghỉ, nhưng mà đấy, đây, cảnh tượng quen thuộc, những chiếc khóa tình yêu. Hôm nay mission của Linh là, anh Hải bảo là em đi xem là cái khóa lần trước em với các anh treo ở Nam San Tower nó còn ở đấy không. Nhà mình treo tít ở trên cơ, treo ở cái chỗ mà kiểu nhìn ra đối diện là nhìn thấy cái tháp luôn rồi. Thế là tí nữa Linh sẽ leo lên tiếp. À, bây giờ quá mệt rồi nên là Linh đang ngồi ở đây nghỉ. Mọi người ơi, Linh nhớ là Linh và anh Hải có treo ở đây. Nhưng mà đợt đấy bọn mình kiểu treo kiểu trực tiếp ở đây này. Không biết là bây giờ Linh thấy là họ kiểu gom vào hết một cái dọc như này này. Không biết có đúng không? Mà tìm mãi không thấy. Tức ghê. Chà, mấy nhà chặt chà. Trước Nam San Tower. Đây là nhà của Linh và anh Hải. Biết rồi, tôi là hiểu rồi. Sau khi tìm không được thì Linh quyết định enjoy bữa trưa ở tháp Nam San với cả Giang. Hôm đấy mưa hơi lất phất và hơi lạnh một xíu, thế nên là ăn combo mì udon với cả thịt heo chân xù là chuẩn hạnh phúc luôn á. Mọi người, cuối cùng thì Linh lại ở Shinsegae. Linh thấy là đợt này, chuyến đi này Linh chủ yếu là ở Shinsegae. Đi ra đi vào, đi lên đi xuống, đi mua đồ cho bản thân, đi tìm đồ cho mọi người. Đầu tính kiểu để cố gắng đi qua bên Gangnam đi tìm COS store. Mình không mua COS nữa, và 5 giờ mệt quá. Bây giờ Linh sẽ uống cà phê và ăn chút bánh cầm hơi cho đến khi mình ăn tối nha. Tối cuối cùng hôm đấy thì mưa rất là to và mãi thì Linh mới gặp được bạn của mình. Bạn mình thì đưa mình và Giang đi ăn gà xào này. Buổi cuối thì quá mưa và thực sự bọn mình rất là mệt rồi. Và ngay trong đêm hôm đấy 3 giờ sáng bọn Linh còn phải ra sân bay đi về Việt Nam nữa. Thế nên là mình không có quay thêm gì nhiều nữa cả. Chuyến đi hai lần này của Linh đã kết thúc như vậy đó. Hẹn gặp lại mọi người vào trong các vlog tới nha. Bye bye!